mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa còn đang có mặt tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, để bà của Hoa cưa tiếp tục cái hàng dừa này. Thì cây dừa đã bị chết đọt rồi. Thì cái máy tôn thì có thể kéo ra kéo vào được nè. Bác mới kéo vào trong một chút xíu, mấy miếng kia thì nó xa xa rồi. Hết chạy rồi, để cái chu kia coi coi. Cây nằm ở trong gần cái phần sân nhà nhưng mà nó nghiêng ra phía bên hàng rào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì cái mấy cái trụ nhà này thì chỉ tạm bợ như thế này nè. Chống bụi đây và cái kiến chống bụi. Để cắt từng khúc của cái cây dừa này. Cái máy tò này nó mục hết trơn. Lại là những cái đèn tay trong đây nó cứ nhỏ nó yếu rồi. Dám lên quá mệt. Bừa với mấy cái máy nhà luôn. Nó đùng được. Còn mấy nhà luôn. Rung. Lắc dữ à. Cảm giác nó sắp xào trong. Nó lọt được luôn. Sắp xào. Nhớ ngon mì xé được. Đó. Rồi. Mới năm ngoái năm nay à, chưa một đâu. Trời, cô Út nói leo hay rất là nhẹ giò, giật mạnh thì nguy hiểm lắm. Sắp sạp chút lên rồi, chút lên rồi, sao chút lên quá trời mục rồi, một chút đó luôn cũng được, chứ nó cho ra ngoài đường luôn quá bà. Cái chui này nữa sát bên cái hàng rào này là một cái đường đi nhỏ. Cái này là cái đường đi bên cái hàng rào hay là chắc bà cũng hoa nhìn hai bên rồi chắc cưa qua bên đó. Quá một lần. Hình như nó hôi hôi mùi nước. Tại bị phất cái mái tôn rồi nên không gian nhìn cũng hơi hạn hẹp, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha.
một cây à. Xong một cái gì chết. Ôi trời, ông trời ông hầm quá hầm. Ồ, cái cây này nó thơm thơm. Cái này nó cái mùi nó thấm thấm như là cái trứng vịt thúi vậy đó. Trời, tối nay chắc ngủ riêng với loại vợ đạp trên sàn quá. Của mình thôi. Tối tân trang là gì? Tối tân trang lại. Rớt xuống nó gãy đồng không? Cái này để kiếm này. Rồi con cây đó nằm luôn đi. Làm cây chín được. Có gì đâu chị. Nó chóc cái phần da cho bà cũng hoa tiếp tục cưa cây dừa bị chết đọt đây nữa nè. Cái dừa này nằm ngay giọt nước hay gì đóng rong quá nhiều. Cái cây này thì thường mấy cây lùng lùng đó, nên nó non á là nó chết, là nó chết cái bọt chết xuống. Còn cây cao quá nó nặng quá cái nó đứt gốc, mấy gốc vậy nè, đứt cao, đứt cái rễ cho nó nghiêng đâu ngã đó đó, cho nên nguy hiểm đó. Đứt chân hả? Dạ. Vì nó cái chân nó yếu rồi, cái chân nó bự nó ấy thì nó chắc thì nó sẽ bụi bụi trên bụi xuống. Còn mấy chỗ chân nó yếu là nó sẽ bứt gốc trước, nguy hiểm á. Nó nghiêng là nó dễ chóc gốc luôn. Ủa cây này dây mà. Tại vì mình đi cái cây dừa mình đi trên lưng đó, chứ không phải đi với dạ bụng. Còn đi trên lưng đó thì mình đi nó máng vô to, mình máng cho đây nè. Cho nên mình leo lên kéo lên. Dạ. Bây giờ không còn nhiễm nữa đó. Sáng bảy vô còn gặp chú sớm về cho tôi đưa cho mình ăn vô hoài chứ không ai vô cho. Sợ á. Ở đây là bị nhiễm lần 2 lần 3 luôn đó. Anh Tâm đang nói chuyện chỗ có cái. Anh hay chọc mới chưa? Hay chọc mới bắt chú nhạo. Cái đống hết trơn luôn vậy. Má tôi á ở nhà không nào mà chị đi chợ về mà dính á nằm viện đây. 4 ngày 5 ngày á. Vậy hả, mới dính hả chị? Ờ bà già nằm viện rồi. Đang hầm giờ cũng sợ cái mẹ sáng mà không cho vô nữa kìa. Cái đầu tới rồi đi cây đâu mà làm cái đầu làm phim. Thì cứ cây như đi đầu làm phim. Gặp du khỉ lên mừng quá trời. Tập trung quay ha. Đâu du khỉ về miền Tây. Sợ thấy mẹ luôn. Mấy ông vô mà trong này ta sợ đó chứ. Ta mai chọc hoài nha anh Tâm. Sao vậy, cái này lỡ mình bị mình uống thuốc ho cảm cho tuổi hết. Cái này mấy cái bọc mình lớn ra. Thấy bọc cũng lâu rồi. Chết trả chứ. Bên đây, xác cái cây này thì nó có cái kiểu này. Máng máy đây mà không dưới tôi. Ở cái nhà tôi xài mười mấy 20 phút còn rồi đó chứ bỏ hết ra. Đậu mới ăn giờ biết là bông gì nữa. Không phải dịch bệnh cái nha. Bà cô Hoa gỡ bớt mấy cái tàu vừa khô này để đỡ bị lục lưỡi cưa. Cây này nó còn tươi hơn rồi nãy nên là bắt đầu mạnh giòn hơn chứ. Mới chết đây ạ. Dạ, mới chết một năm. Cái tàu những cái mẹ này có thể là theo tôi nghĩ là tao còn rút xuống để họ cắt những cái lóng ngắn luôn cho nó rớt xuống cái lỗ này dễ điều khiển hơn. Nếu mà không cắt cái này nó rớt xuống nó quẹt tùm lum hết trơn.
nhỏ nhỏ nè để dễ bị chuyển xuống bên dưới. Dạ mà chắc nghe cô Út người đẹp đây hỏi thăm chắc ba hết mệt. Có sự quan tâm này kia là mừng lắm, hay là mến thương này kia mình cũng mừng lắm. Dạ uống nước đi. Dạ cảm ơn chị. Mát ruột quá trời, khỏi uống nước cũng mát đi. Dạ cắt vườn ta, cắt ra vườn ta có nước uống, còn này cắt vườn có nước uống. Dạ. Vừa chết. Một hồi tới thì vừa có nước, cái vườn đó cưa mới chua đó. Dạ. Vừa đó căng chắc tôi uống nước đi, uống nước đi. Chắc cái tu hủ chắc luyện qua bên nhờ cái bên cái mương lạng bên đó quá. À lá hả? Dạ cái kia đi. Dạ cái củ hủ dừa. Thôi xuống lỗ đi, của mình làm đi. Xuống lỗ thì sợ vô mấy cái lu nước nè. Lu nước thì dời. Dạ. Ba con hoa cưa hai cây dừa hai bên trước nè, để cây dừa chính giữa thì nó có độ khó hơn.
và cưa hai cây hai bên trước thì chút nữa sẽ có cái thế để ngã hơn và có lên phía trên có thể dục ra nhiều hướng nữa, nó tránh bị dội vào cái hàng rào và cái nhà tiền chế. Và cô Hoa cũng đã cưa hoàn thành xong hai cây dừa chết rồi. Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.